nên muốn được. Thì không có thì phải ơn chặt cho dù nó lắm. Bình thường lụt thì mẹ đi buôn bán chi? Ở đi lắp trái bao đôi với bạn rồi đó. Chứ lụt ở nhà đi đâu, có nấu ăn rồi được không? Rồi hồi chậu cửa mẹ nghe đi, hồi chậu cửa mắng. Hồi thì mẹ nghe được lấy ngang bố mẹ. Hả? Hai nhà mẹ được lấy ngang bố. Đó đó, cái vân đây đây nữa. Đó đó đó, cái vân đi trôi trôi chứ. Cái lụt vân này đến đó chứ. Ờ, bây ta chỉ sang đây như gia ủy ban đến ba tinh nữa. Giờ hôm qua chị dân nhìn qua bên đó. Ờ, miền tài quá, chưa thi nữa ai. Miền tài đau vui mà. Chiều dẫn anh đi nhiều vụ quá. Hấp hâm để đùa hương nghiệp đó. Ờ, bữa hồi đưa về coi cha nhà quốc tế à, chí đó. À, cháu mẹ bị mất á hả? Ờ, thân thân cháu nuôi đó. Dạ. Ờ, đúng giá anh đi nghiệp vụ thế. Hấp hâm mười mấy người. 22 người phải mẹ? Ừ. Tôi bơ mẹ mới về mấy bữa nay sáng nay hẳn cho người về tiếp nữa. Vậy chứ cả hỗ trợ mẹ được cái chứ không? Ú hỗ trợ rồi. Ờ. Mấy đoàn là hỗ hỗ trợ. Ngoài Hải Phong bố hái, hái chế luôn. Bố hồ bố thông nữa, tao mới ngồi đúng như nhà nữa mà. Hồ bố tao thật. Mình đúng mà bố áo áo. Ừ. Dạ chứ có hỗ trợ mẹ một ít để khi mô mẹ cái mẹ mình... đứa đấy khó khăn dạ. Có phải đấy của cửa quán. Cửa quán nhiều mà của con đâu nữa. Để bác tiến hỗ trợ những đem của cái tôi miếng lấy mô thiệt dạ. Miếng lấy mô có, cũng phải cả nhân bọn con làm thì cùng. Nhưng anh chị em hỗ trợ với nhau mấy anh chị em à, trong lòng hào tâm. Có cha của má ăn, con cái ăn là cực. Chứ từ nó kể cho mẹ ăn mà có đồng xin mẹ ăn luôn. Yeah. Mẹ họ cho mẹ nghe hay mẹ ăn được chút. Chứ mẹ lấy để chia sẻ. Ồ, không lấy, đấy là tin cảm của mẹ chị em ở xa. Chị em hỗ trợ. Để bây giờ có làm cái chị cũng không có thể giàu lên được nữa. Mẹ hiểu không? Mà điều mình thì bảo vệ sức khỏe cho mình cái đã. Mẹ cứ ăn một lên. Chứ giống như đến cơ lù đó. Dạ. Cứ ao ẩm vào đó rồi có ra. Cô hồi chỗ mẹ cho ao ẩm đấy chứ. Nó mén máng mà đừng rún dư nữa. Máng thì sơn ướt chứ thôi tụi bao vốn còn mà máng. Trời ơi, thì mẹ cứ mang người tao ra đừng đó, nó cũng có trong bút nữa. Có trong cái bút á, trong bút. Ờ, trong cái cái nữa, nên mang á. À. Có ôm cơm đi với họ quay vô, mấy ngày đi biết mấy hồi đó, đi ở đoàn khác họ về biết mấy. À, cho tôi, cho cơm. Chứ chó lại nữa hả? Không, đừng.